Sáng ngày 20 tháng 11, Quốc hội bắt đầu đợt họp thứ hai của kỳ họp thứ 6. Theo nghị trình, chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra, sau đó thảo luận tại hội trường về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Đáng lưu ý, dự thảo nghị quyết do chính phủ trình quy định sau ngày 30 tháng 6 năm 2024 giữa hai kỳ họp Quốc hội trên cơ sở đề xuất của chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp, người dân vẫn còn khó khăn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Chính phủ đã giải trình sự cần thiết của quy định này là để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành chính sách tài khoá. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính Ngân sách không nhất trí với việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành chính sách, vì theo quy định tại Điều 70 Hiến pháp năm 2013, chỉ Quốc hội có thẩm quyền quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện chính sách năm 2022 đến 2023 và dự báo diễn biến về kinh tế, xã hội, nhu cầu hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người dân cho cả năm 2024 cần được làm rõ tại thời điểm hiện nay, khi xác định các biện pháp điều hành chính sách tài khoá cho cả năm 2024, bao gồm cả khả năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Việc chỉ ban hành chính sách cho 6 tháng thể hiện sự thiếu sự ổn định và tính dự báo của việc xây dựng chính sách. Sáng ngày 20 tháng 11, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng đã kiểm tra công tác sẵn sàng đón bệnh nhân tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Cơ sở 2, số 201 Phạm Viết Chánh, quận 1. Tại thời điểm kiểm tra, khu vực tiếp nhận bệnh, khám chữa bệnh của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Cơ sở 2 được bố trí sạch sẽ, khang trang. Nhiều phòng khám và một số phòng chức năng trang bị đầy đủ trang thiết bị, khu vực sảnh chờ rộng rãi để sẵn sàng phục vụ người bệnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao lại khu nhà đất Bệnh viện Truyền máu huyết học cho Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình quản lý, đến nay, sau gần 3 tuần khẩn trương sửa chữa, bệnh viện chính thức đưa vào sử dụng các phòng khám để giảm tình trạng quá tải phòng khám của cơ sở 1. Đồng thời, yêu cầu bệnh viện phấn đấu cuối tháng 12 năm 2023 phải hoàn thiện tất cả các hạng mục còn dang dở để đón bệnh nhân nội trú. Đầu năm 2024 toàn bộ cơ sở 2 sẽ đi vào hoạt động. Đây là giải pháp tạm thời nhưng hết sức ý nghĩa và ngành y tế vẫn mong mỏi thành phố sớm có kế hoạch xây mới bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Ngày 20 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Thị Bình Minh, nguyên Chi ủy viên nhiệm kỳ năm 2022 đến 2025, nguyên Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ năm 2010 đến 2015, nhiệm kỳ 2015 đến 2020, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kết luận, đồng chí Trần Thị Bình Minh đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, phê duyệt điều chỉnh dự toán và phê duyệt dự toán của dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản của nhà nước. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trương Ngọc Khôi, đảng viên, nguyên là đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5001S, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Lý do đồng chí Trương Ngọc Khôi đã có hành vi nhận hối lộ. Cũng qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập đoàn xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Xuân Hải, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đảng bộ Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Lý do, đồng chí thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, để đơn vị xảy ra nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với Đảng ủy Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập đoàn xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.
Trong vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, cơ quan điều tra làm rõ người chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước để thực hiện các hành vi bao che cho SCB, chính là cấp trên của bà Nhàn. Cụ thể, quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, khai rằng mình là người ra quyết định thanh tra tại SCB, đã trực tiếp ký và chỉ đạo với đoàn thanh tra năm 2017 và 2018. Bị can Hưng đã tiếp nhận báo cáo từ đoàn thanh tra và bà Đỗ Thị Nhàn để dự thảo báo cáo trình lãnh đạo ngân hàng nhà nước và báo cáo chính phủ về kết quả thanh tra. Nguyễn Văn Hưng thừa nhận đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ, nội dung không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của SCB. Bị can Hưng cũng thừa nhận đã không làm rõ nguồn tiền trả nợ đối với các khoản vay của 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, cũng không kiến nghị dừng giải ngân. Đồng thời, Hưng còn chỉ đạo bà Nhàn và tổ tổng hợp xây dựng hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra, trong đó có nội dung bỏ ngoài và không kiến nghị đối với các sai phạm của SCB. Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận làm như trên để tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục thực hiện các phương án tái cơ cấu, dẫn đến ngân hàng nhà nước, chính phủ không đủ thông tin tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm tại SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Bị can Nguyễn Văn Hưng còn thừa nhận toàn bộ việc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, báo cáo không trung thực, không đầy đủ so với kết quả thanh tra và các báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ do mình tự chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và tổ tổng hợp thực hiện. Bị can Hưng khai nhận đã nhiều lần nhận tổng số tiền 390.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 8,7 tỷ, từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc. Quá trình điều tra, Hưng chủ động khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền trên. Ngày 20 tháng 11, tin từ Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm, xã Nâm Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Song về tội chống người thi hành công vụ. Tối ngày 31 tháng 10, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Đắk Song tuần tra trên địa bàn xã thì phát hiện Tâm điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Tâm có những hành động, lời nói quá khích, có dấu hiệu chống đối. Qua kiểm tra, công an xác định Tâm vi phạm ở mức 0,351mg một lít khí thở, nên lập biên bản xử lý vi phạm. Tâm đã điều khiển máy cắt cỏ hướng lưỡi cắt về phía tổ công tác. Lúc này tổ công tác đã áp sát khống chế Tâm, ngăn chặn hành vi nguy hiểm. Trong khi khống chế Tâm, Thiếu tá Điểu Di Bình đã bị máy cắt cỏ cắt vào chân, phải nhập viện điều trị.